vì em. Đó, trở lại rồi đó. Vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại thầm ước gì cả cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương, em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện trọn cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Trời ơi, đóng cửa. Dễ sợ. Xin cảm ơn Vũ Công, bạn Huệ Nguyễn với tiết mục vừa rồi. Xin mời ban giám khảo nhận xét. Tôi nghĩ bạn sống tình cảm lắm. Phải sống tình cảm mới hát tình cảm. Cái đó nói thiệt. Sống sao là hát vậy. Hát vậy không câu thể sống. Câu này hay quá. Sống sao hát vậy. Sống sao hát vậy. Hát vậy không thể nào là xấu tánh được. Sống tình cảm, chân thành, người thiệt thà. Hát gì mà hay dữ vậy. Như anh là anh trình diễn chứ không phải là thi. Dạ. Không thấy một cái áp lực nào ở Ngọc Tuấn luôn. Thật sự á. Hôm nay Mạnh Quỳnh mới thật sự trở lại nè. Anh Nam anh để ý là tuần trước mình mà chê ai bị xuống phong độ là hôm tuần này lấy lại hết phong độ. Sợ còn rớt. Mấy cái người mà nói sợ là vừa rớt. Tiến bộ là năm nay thụt lùi hết. Sợ rớt. Cái hay anh thấy ở Ngọc Tuấn á là Ngọc Tuấn hát như kể một cái câu chuyện á. Và nghe thủ thỉ, tâm tình, rất là tình cảm. Có những đoạn đổ xuống mùi ơi là mùi. Hát rất là nội tâm.
hát nội tâm lắm. Em như một nghệ sĩ thực thụ á. Lên trên đó mở ô cửa ra hay là đóng lại hay là hát phiêu vào từng câu hát á. Nó tình cảm mà say mê với từng cái câu hát. Cái phần hồn của em trong đó và tình cảm của em đặt để trong đó nó nhiều lắm. Mà nó đông đầy, cho nên đó là góp phần cho cái thành công của tiết mục. Lúc em hát em có nghĩ đến bà xã mình không? Cái nội dung bài hát thì như thế nào thì em thể hiện ra ngoài như vậy ạ. Thì ví dụ cái đoạn mà được mãi mãi gần em thì thôi thì cũng có vợ rồi. Thì thôi thì cũng mong là được mãi mãi gần vợ đấy. Thế thôi. Mãi mãi gần vợ đấy. Trời ơi, nể vợ thế cơ cơ. Rồi bà xã em có nói gì không? Dạ thì vậy em thì cũng bảo thôi thì cố gắng rồi thì cứ làm hết mình rồi. Vâng. Thì khi hết cái khả năng của mình thì thôi đừng tâm lý nữa. Nhưng mà nếu như mà hết mình thì phải gọi cho bà ấy, bảo rằng em ơi, thì tuần sau anh chơi tới nhá. Bà giám khảo bây giờ thích anh quá rồi, anh bây giờ đang lên lắm em ạ. Chơi tới là sao Thành, chưa hiểu cái cụm từ chơi tới. Bây giờ ông này hiện giờ đang là diễn viên siêu MV. Cái lần trước là bị Nguyên Khang cướp bồ nè. Rồi. Lần này may mắn kéo nhỏ lợi được vô cửa sổ được chưa? Tuần sau dằn xé tiếp cho coi. Mà dằn xé tiếp nó đâu phải dừng lại ở những cảnh này. Thì bây giờ phải báo cho bà xã biết em. Tuần sau anh chơi tới. Ừ, thả lỏng cho anh 2-3 tuần nữa đi. Danh vọng anh sắp tới rồi. Đừng cản, đừng cản anh nữa. Em sẽ nghe theo anh ạ. Đúng không em? Dạ vâng ạ. Sau 3 tuần nữa anh sẽ vẫn là của em. Cái bà nhắn tin lại thôi anh khỏi về nữa là chết luôn. Không, đâu được. Đâu có phụ nữ nào dại dột. Ta sắp lên đỉnh danh vọng rồi nhắn khỏi về mất 7. Đúng rồi. Trời ơi. Ta giờ ta có cửa. Cái tâm lý người mà không muốn lấy vợ nó vậy á. Đúng rồi. Không có hiểu gì về tình yêu cả. Nam nói là chân thành nhận xét là phải lọc lựa. Phải lọc lựa kỹ. Rất là nguy hiểm. Thì mời chị Chanh. Khác với tập trước, tập này lại lấy lại phong độ. Và làm cho tất cả mọi người lại mê đắm lại như thường. Chọn bài này hợp lý hơn bài trước luôn. Hợp lý hơn. Bởi vì những cái câu hát ta hay gọi là xuống xề á. Rất dễ đi vào lòng người. Khi xuống một câu lời dưới này muốn rụng luôn hả? Yeah. Muốn rụng rúng. Rụng rúng luôn. Chúc mừng có một tiết mục mà có thể gọi là tiến thẳng được vào trong vòng cuối cùng. Cảm ơn chị ạ. Hồi nãy Trấn Thành có nói một câu là tập trước mà khen quá thì tập này hậu hát không tốt. Nhưng mà tập trước mà chê quá thì tập này hát tốt. Không ấy mình bớt khen lại, mình để cho mấy bạn đấy tâm trạng thoải mái chứ giờ khen quá sợ rồi, tập sau nó lại bị căng thẳng. Từ nay về sau bước ra ai cũng chê hết. Thôi, không được, vậy không được. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Tướng rất là nhiều. Anh nghèo đâu có nhận kim cương. Anh chỉ tặng nhận có thương, nhận có nghèo nàn, anh biết lắm, nhưng đầy kỷ niệm tôi yêu đương. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ huy hoàng, thì đây anh đem nhẫn cò tặng em coi như bó ngỏ. Lòng anh chắc em đã biết, anh nghèo em cũng chẳng hơn anh. Nhận anh trao nhân cỏ chân thành, nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách hồ, thầy mẹ có vẻ cao đứt chìa.
phải nét này, nét MV nè. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em chớ bận tâm gì. Hay quá. Ôi đã quá. Trời ơi. Tôi nghe thấy có tiếng la hét ở đây, có điều gì đó ban giám khảo dường như là hơi phấn khích đúng không ạ? Phấn khích chứ. Lần đầu tiên tôi thấy MC Nguyên Khang đẹp trai vô cùng. Yeah, đẹp quá. Bước ra thần thái uy nghi ngút trời. Bữa nay tôi mới phát hiện bạn tôi có một nét đẹp MV. Nét đẹp MV. Nét đẹp MV, chuyên đóng vai vô MV, quay ca nhạc. Chẳng thành để ý không? Chuyên đóng tiểu tam đi giật bồ người khác không à? Trời đất ơi. Mấy số trước là giật 2-3 lần rồi nhớ không? Ra đường dậy bị quýnh lắm á. Khán giả ghét. Kỳ trước là cái bài của bạn Phúc Vĩnh Phúc hát cái bài hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều là cũng ra đóng vai tiểu tam. Lần này cũng ra đóng vai tiểu tam. Bạn Mạnh Quỳnh, bạn là một trong những ca sĩ thật sự phải nói hát rất là tốt. Phong độ giữ đều. Bạn hát, tôi nói thiệt nha, bạn thi thôi nha, mà bạn hát cái bài của bạn á, đem phát audio lên xe hơi nghe ngon lành luôn. Như một bản thu âm, hát rất cảm xúc, cực kỳ tình cảm, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cái đó tôi nói thiệt, một lời khen dành cho bạn. Nhưng mà hôm nay, riêng hôm nay thôi, chắc là bạn ăn ngủ điều độ. Nên cái hơi thở bạn nó tốt hay sao, bạn tống cái hơi ra nhiều quá. Cái âm thanh nó hơi bị chua, nó chát cái lỗ tai á. Nó không có ấm như thông thường bạn hát. Nó không có tinh tế. Tình cảm thì tuyệt vời. Từng câu từng chữ bạn rót vào tai khán giả. Nếu như hỏi tôi hát là bạn hát bài này hay hay không thì rất hay. Là hay. Nhưng hỏi hát giống anh Quỳnh nhất chưa thì chưa phải là nhất của bạn. Vậy thôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Tấn Thành. Xin mời anh Nam. Chị Chanh phát biểu chưa? Nói chung đồng quan điểm đó là xong rồi đó. Copy pass. Copy and pass. Sao chép qua để. Ồ, nhưng mà chị Thanh cũng chia sẻ vài điều đi. Dạ, mời chị Thanh. À, hôm nay á, nó giống như một ly nước cam, hơi gắt xíu, mềm mại, thanh ngọt lại xíu nữa là mới đúng. Còn anh thì anh lại thích Ngọc Tuấn ở những cái phần mà diễn xuất á, nó rất là tự nhiên, bởi vì em đang hóa thân vào một chàng ca sĩ mà chuyên hát những cái bài hát về những cái thân phận của người nghèo, của những cái chuyện tình ngang trái và nó gian dở đó. Và hôm nay em cũng đã thể hiện ra khi mà mình đã diễn xuất những cái đoạn trên sân khấu, dù nó rất là ngắn thôi nhưng mà nó có cái gì đó rất là thật thà chất phác và người ta cũng tin được những cái điều đó. Thì đó cũng là một cái lợi thế của Ngọc Tuấn. Anh cũng sẽ mong là Tuấn trong những lần sau hóa thân vào anh Quỳnh thì mình sẽ cân đối giữa cái phần diễn cũng như là cái phần hát, để làm sao đó mình vừa thuộc bài, vừa chuyển tải những cái phần hồn nhưng mà cũng lưu ý những cái phần hát để mình không có bị sa sút một vài cái điểm nào đó trong cái phong độ của mình. Chúc mừng em. Nếu như mình nhắc cái anh Lương Hoàng Phúc á, là đừng có xả vai trước khi hết nhạc. Cái anh này khỏi chỉ luôn. Ông giữ đúng tâm lý, coi như là thề chết không xả vai. Đúng. Nhạc hết rồi giữ tâm lý buồn tới ngày mai luôn. Đúng. Rất là hay. Cái mặt bây giờ vẫn còn buồn, giữ tâm lý hú hồn thiệt. Khủng khiếp. Rồi, cảm ơn anh Tuấn. Dạ. Và có lời khen cho cái ông Nguyên Khang Tuesday phải không? Dạ, Khang Tuesday. Tuesday. Mà lúc nãy nhẫn, lúc nãy là nhẫn thiệt không? Nhẫn đó là cái nhẫn không em. Khang nói thiệt nha Khang, nãy bước ra đẹp trai lắm thiệt. Này kim cương mấy cara vậy, đeo luôn đi. Em không có nhẫn kim cương, tặng chị chiếc nhẫn chợ Kim Biên. Cũng được. Trời ơi, hột quá hột luôn này, lấp lánh quá trời. Đeo này. Nhẫn là đồng ý nha. Đây camera bắt cận trời vào ơi, nha. Trời ơi, hai tay hai nhẫn không biết đồng ý anh nào luôn đó. Chết rồi. Thời tới càng rồi. Thời tới cả không kịp thưa quý vị. Mà người ta toàn đeo vô chứ không có hỏi mình. Trời ơi, nghe 20 năm trước, idol của tôi chỉ mua nước ngọt vô bà hát, mà bây giờ bà chỉ bà gật đầu cái ai đu một cái là rước về liền. Trời ơi, thiệt không? Rước về chân trong lòng kiến ai đu nghe hát. Giờ giàu lắm, phải không? Diệu đài, tại vì thời buổi giờ khó khăn lắm. Trai nó tới quập liền đi, kệ. Ế lâu quá không? Ế lâu, đẩy gái nhẹ. Mà bây giờ tôi không có chịu Nguyên Khang mà tôi chịu Trấn Thành. Trấn Thành có dám bỏ hai đứa con lấy tôi không? Trấn Thành có dám bỏ hai đứa con lấy tôi không? Sao? Bây giờ Trấn Thành trả lời. Alo, heo ơi, có người định chiếm đoạt anh, em thấy sao?
Phải hỏi em. Tới đầu làng con chim sáo nhỏ vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở miền xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chưa chan lòng người. Ôi đẹp làm sao nhưng sáng trăng thanh gõ nhịp trái khuôn. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Thương quá là thương tuổi thơ nào. Ngọt đắng môi cười. Soi hiu hắt mái tranh nghèo, anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tà áo em bay, dù ở quê người nơi tráng lệ phồn hoa. Tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến, con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Kỷ niệm xưa tháng
dù biển đời mênh mông. Ngày đêm lam lũ ruộng sớm đông trưa mưa nắng tao tầng, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng sâu cho tươi tốt lúa vàng. Em cũng hiểu vì sao anh thương bên từng lũy tre làm từng bên nước dòng sông. Từ lúc chào đời say giấc ngủ trong đôi, hai tiếng quê hương đã chứa chan trong lời ru của mẹ. Dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Người mai môi đem cao trầu sang dạm hỏi cưới em, cho sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng. Nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường. Thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu, em có thấy chăng từng bãi đê ruộng lúa, dù ở xa xôi nơi chân trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Đã bảo em xin hết ạ. Trời ơi, ôi ơi, hay quá anh ba ơi. Rồi, cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm. Xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương, vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới, những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây, nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam, đó là cái điều cực khó. Vì và quan trọng là hát rất Nam Bộ. Hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng. Chỉ chờ. Dính đúng chỉ chờ thôi. Ba tiếp một ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn tự nhiên như là mình là một nghệ sĩ thật sự. Mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương, độc đáo, có luôn, và được sự đón nhận của mọi người. Đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công, và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây. Và sự tiếp ứng của mọi người, khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe thích, đi thu âm bán đĩa được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh, mà giống không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó, chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay.
chất lượng phải nói là tốt, đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ... Thiệt á? Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha. Là ba tiết một quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận. Hơi bớt giận. Không biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra, hai người nữa quán luôn, quân luôn, rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa, dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tuấn. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn, tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng, tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng, người thầm mộng mơ xây tình nhung gấm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phù thế. Trời hay quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi hạnh phúc đơn mà có cảm xúc luôn. Tôi hát tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình. Hay quá em ơi. Rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Hát hay quá. Đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu. Về bên mái gia đình mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ
đèn xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Xin chúc mừng anh Ngọc Tuấn với phần thể hiện thành anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh Hoài Nhật Nam chia sẻ. Phần trình diễn vừa rồi của em, anh đánh giá là thành công. Anh nghĩ là cái giọng hát của em á, là cái mà có thể gây được cái thiện cảm với khán giả. Trước nhất, em đang hóa thân thành ca sĩ thần tượng Mạnh Quỳnh, hóa rất giống. Và trong đó thì nó có cả cái phần hồn, cái phần tình trong đó. Và thấy được những cái cử chỉ, những cái hóa thân của em, em không phải là giả để cho giống nữa, mà giống như em đang nhập hồn vào trong cái bài hát này, mà mình cũng là một cái người trong cái câu chuyện đó và em đang đi kể. Cho nên thấy nó rất là thật, và nhờ em cũng có một cái gương mặt á, thật thà chất phác, cho nên là thể hiện những cái bài của anh Mạnh Quỳnh về cái cuộc sống đơn sơ, những cái cuộc sống của người nghèo, thì nó lại càng ra hơn, nó lại càng cộng hưởng hơn. Và cũng khá là thú vị khi em có những cái phần diễn như một cái sự thẳng thốt, đúng không, đi qua đi lại, và giống như mình đang mong chờ, hoặc là ai đó đã đi xa vắng rồi chẳng hạn, hoặc là mình đã trở về một cái nơi mà không còn gặp một cái người nào đó nữa. Đó thì những cái đoạn diễn nó rất là bất ngờ và cũng dễ thương, cũng hồn nhiên mà cũng ra nữa. Anh nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn rất là thành công. Vâng. Chúc mừng em. Mang lại cảm xúc rất nhiều. Vâng. Thật ra bài này bạn hát không hay. Thiệt. Bạn hát tuyệt vời. Trời, làm hết hồn. Cảm ơn anh ạ. Hoàn hảo như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu bạn giữ cái phong độ và cái nội tâm và cái sự nghiêm túc ổn định như thế này thì nhiều đối thủ phải mệt với bạn. Dạ vâng, em cảm ơn rất nhiều. Vâng. Mà quan trọng như nè, các bạn thí sinh nên nhìn vào bạn này. Các bạn để ý là chúng ta chỉ làm cái bên ngoài của cái người nghệ sĩ đó, và đôi khi là cái voice của họ, cái giọng của họ. Bạn này vừa làm được cái voice, mà bạn này vừa làm được cái nội, cái thể gì, cái bên trong, và cái cách xử lý chữ của cái người nghệ sĩ đó luôn. Có nghĩa là bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bạn ấy là Mạnh Quỳnh luôn thì mới hát ra được cái kiểu như thế này. Thành thử ra tôi nghĩ là khi các bạn hóa thân á, các bạn phải tập cái cảm giác này nè. Khi mình hát, mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng mình phải là cái người đó luôn, thì cái phần thi mình nó mới đạt được cái độ đỉnh cao được. Chứ chúng ta đừng có mang tâm lý là ra trình diễn. Hôm nay bạn đã bước phá được, bạn đạt được qua cái cảnh giới đó. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn, em cảm ơn rất nhiều. Chiều xuống qua bao đồi nương, nắng nốt trên ngàn lá. Khi anh chiều buồn, tiếng hát của mùa vườn trên rừng chiều bao lá. Qua suối đồi ghé lá, tiếng hát ai buồn quá. Bên lưng đèo cao, tiếng suối bên ghềnh đá. Sư âm về đâu? Nghe khơi bao niềm thương yêu về miền cổ lưu. Bên bãng xưa rừng hỏi ta ca vẫn dừng ở sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly dịu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lang rừng xanh bên ta uốn quanh. Dừng ơi vang lên một lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nay đời tôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Cõi xăm vươn đồi núi lan trong chiều sương, tóc tôi trong làng khói mong ai dừng chừng. Tâm thì cầu mộng mơ, ôi sân chiều hoan sơ, tôi vẫn còn ghi nhớ.
bao sự phải nhớ tiếng kẻ chiều ấy như dù lòng say nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quấy tơ bên bãng xưa đợi chờ. Trong chiều sương tóc tan trong làng khói bóng ai dần trưng tâm thi câu mộng mơ ôi dần chiều hoan sơ tôi vẫn còn ghi nhớ nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai nhớ tiếng kẻ chiều ấy như dù lòng say nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quấy tơ bên đợi chờ nhớ sang ai ngồi đây khi chiều nào quấy tơ bên bán xưa đợi chờ. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn quý vị ạ. Trời ơi, hôm nay nha, thưa quý vị, đứng từ xa thôi mà thấy cái lưng xong rồi đứng múa là nãy hôm nay là khác biệt rồi. Bình thường mình có học nhảy không? Bình thường á, Nhung múa cho mấy đứa nhỏ ở nhà đó, cũng đơn giản thôi chứ không có điệu như bữa nay thấy điệu. Được. hôm nay Nhung dễ thương, Anh thấy em nói giống hơn em hát. Đúng rồi, chính xác. bữa nay em nói giống hơn em hát. Em nói giống hơn tuần trước rất là nhiều nhưng mà em hát không giống hơn tuần trước nha. Cái gì giống? Cái thái độ. Giống thái độ, giống luôn âm sắc. Trời thương em là cho em cái âm sắc đã giống y chang chị Nhung rồi. Cái đó rất là hay, em điều khiển một tí cho nó tinh tế lại là nó đã giống hầu như là 90% rồi. Nhưng mà bữa nay cái bài này sở dĩ em hát không giống lắm là bởi vì cái cách em xử lý bài này nó khác Nhung. Em hát em bị trâu chuốt quá, nó bị mượt. Đúng rồi. Chị Nhung chị hát á, nó khô, nó chẻ ra chữ nào ra chữ nấy, nó gãy gọn, không có luyến nhiều, không có phiêu nhiều. Hát thẳng. Cái bài này của em bị mượt quá. Chắc bữa nay Nhung hơi áp lực đó. Cái áp lực của mình mở màn á, nó rất là căng thẳng. Và cái điều căng thẳng đó nó đã thể hiện đó là em vào bị lơi cái đoạn đầu á. Cho nên là nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mình trấn tĩnh lại. Tuy nhiên ở Trúc Ly khác những tuần trước đó là hôm nay có vũ đạo rất nhiều. Tương tác với các diễn viên múa rồi những cái đoạn đi hái trà rất là tự nhiên. Đó thì anh nghĩ rằng cái tâm lý và cái bản lĩnh sân khấu là một cái điều mà em phải chú ý và phải rèn luyện nhiều hơn. Thì đó là cái lời khuyên của anh. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, mời chị Thanh. Chị Thanh thấy cái tiết mục Chiều Lên Bảng Thượng này của Trúc Ly như thế nào? Trước khi nói thì hôm nay xin mấy tập trước nhiều. Xin cảm ơn dạ. Xin đầy đặn, tròn trịa hơn. Tròn trịa ra rồi xin gái ra xong rồi cái Phi Nhung đi ra luôn. Nó lúc hát đâu rồi, ủa trời, Phi Nhung của tôi đâu rồi trời. Anh nghĩ là nhiều khi cái em tập trung em biểu diễn á, nên cái con người trong em nó mạnh hơn. Tại vì nó phải điều khiển cả nhảy và mọi thứ, cái tự nhiên nó lại quên cái nhiệm vụ là phải bắt chước giống chị Nhung. Nên nó hiểu không nào?
mình bị tập trung quá nhiều vấn đề á, thành thử ra là nó bị quên. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ rất là thoải mái và biết đâu em sẽ có tên bước tiếp vào vòng tiếp theo ha. Em xin cảm ơn Khang, cảm ơn ban giám khảo. Tiếng đưa xuyên
xin lâu đâu cô ạ. Dễ thương quá à. Cái câu hết rồi. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi, nghe giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu. Thế là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ, nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung. Dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài, hai lần em đều vượt qua được. Và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Liên. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Người ơi, khi cô quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ tâm hồn tàn đêm. Tôi khóc khi trời buồn hắt hiu, lòng người thầm nhớ dĩ vang, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường. Quý vị đang nghe ca khúc Sầu Lẻ Bóng, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng,
xin kính chúc quý vị một đêm thưởng thức âm nhạc thật vui. Trời ơi, giống luôn cái đó. Cô cái giọng già. Cô hát lúc nào cũng giới thiệu cái bài ở giữa bài á, lúc nào cũng vậy. Đêm ấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tác mưa muộn ngâu. Tiền chân người đi buồn lên đôi mắt thắm ướt khi biệt. Dần khuất trong màn mưa, mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng ai, hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Là thuốc tiên đợi việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bèo mình cũng không đành lòng quên. Đợi việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bèo mình cũng không đành quên. Hay quá hay. Thưa quý vị, đó chính là Tiểu Thúy hóa thân thành danh ca Giao Linh với ca khúc Sầu Lẻ Bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Tôi chưa bao giờ dám nói cái điều này cho bất cứ một thí sinh nào, bởi vì tôi sợ là họ sẽ ỷ lại. Nhưng mà hôm nay phải dùng từ này: hoàn hảo. Tôi nghĩ là cô mà xem được tiết mục của bạn là cô cũng cảm động lắm đấy. Dạ, chính xác. Thường là các bạn thí sinh đối với các cuộc thi thường là voice họ rất tốt. Thậm chí nhiều khi các cô, các chú lớn tuổi đôi khi nốt này nốt nọ nó cũng hơi không có tốt bằng các bạn. Nhưng cái người ta mang lại là gì? Là cái thần. Lần đầu tiên thấy một thí sinh mang cho tôi được một cái thần khi biểu diễn. Tôi tưởng tượng được ra cái người đang diễn ở trên đó. Thật ra được cái điều mà bạn làm, tôi thật sự là tôi bị quá bất ngờ về bạn đấy. Và riêng bài này, riêng hôm nay bạn trình diễn hoàn hảo. Xin chúc mừng Tiểu Thúy. Bây giờ xin mời người kế tiếp. Mời chị Phương Thanh. Chị có vẻ rất ganh tị khi em mời nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét đầu tiên. Bây giờ tới lượt chị. Ngồi yên cũng không yên. Mời chị. Như thế này nè, phải công nhận là em là một trong những thí sinh chỉnh chu và cẩn thận. Tại vì Trấn Thành khen em hết, chị không tìm được cái nào để chị nói được nữa. Cho nên chị phải khen về tính cách của em. Quá cẩn thận, quá chỉnh chu, từng chi tiết và rất rõ nét. Và cô Giao Linh có một cái gọi là cái thương hiệu là Nữ Hoàng Sầu Muộn. Cho nên những cái chữ của cô mà nhấn nhá, mà nhả chữ thì thôi, đúng là Nữ Hoàng Sầu Muộn. Và em đã đi vào từ hình thức cho tới nội tâm chiều sâu, và cái này được gọi là hóa thân và nhập vai luôn mất rồi. Em xin cảm ơn. Xin mời anh Hoài Nhật Nam. Anh muốn nói một cái điều, đó là cái cảm nhận của anh đối với Tiểu Thúy khi mà xử lý sân khấu ngày hôm nay á. Và đặc biệt là một cái lợi thế gọi là vô song của cái chiếc áo dài. Cái dáng đứng đầu tiên á, cho anh thấy là Tiểu Thúy đứng nghiêng. Và chỉ thấy một cái bóng trên một cái phố dài và một cái bóng cô gái cúi đầu. Sau đó là mới quay lại rồi hát. Đó, và chỉ có một cái câu chuyện kể và những cái động tác tay. Rồi những cái đưa rất là nhẹ, giống như là thủ thỉ tâm tình. Bản thân anh cũng cảm thấy bị cuốn hút vào trong cái ca khúc này.
Và với Sầu Lẻ Bóng thì của nhạc sĩ Anh Bằng thì trước kia là có ca sĩ Lệ Thu, rồi sau khi Nữ Hoàng Sầu Muộn Giao Linh hát thì nó cũng đã gọi là đóng dấu một cái tên tuổi của cô bằng một cái hình thức thể hiện rất rất là khác biệt. Và hôm nay em đã tái hiện lại trên cái sân khấu này thực sự là đầy đủ. Thanh âm có cả tâm hồn trong đó và có cả cái số phận nhân vật cũng như là cái tâm hồn của nhạc sĩ Anh Bằng. Một người rất là đào hoa và kể chuyện tình, những cái người tình của mình trong âm nhạc, bằng âm nhạc. Chúc mừng em. Chào quý vị và các khán giả thân thương, rất vui được hội ngộ cùng quý vị đêm nay. Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như dòng suối tình em mãi. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa, ta bên nhau nhìn công phiên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mơ tuôn nên khiến xui anh gặp em cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sao. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, anh ra đi về bên kia cõi đời. Xe tang lăn buồn trong lòng đêm vắng, không anh âm thầm. Ôi anh về đâu vui lắm mỗi xuyên đau. Anh ơi còn đâu tuổi xuân mình đang chờ. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không anh vườn hoang buồn sờ xác, nghĩa trang là anh lòng. Xin cảm ơn quý vị. Xuân mình đang chờ.
sơ sát. Ngỡ linh hồn anh tựa theo ngàn cơn gió, oán than không duyên bè bàng. Ngày là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều dừa theo mối tình. Này không anh vườn hoang buồn sơ sát, nghĩa trang lạnh lùng. Đây là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều dừa theo mối tình. Này không anh vườn hoang buồn sơ sát, nghĩa trang lạnh. Xin chúc mừng Tiểu Thúy với ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, với một người mà sống rất nhiều nội tâm và chia sẻ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mời anh. Ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, ca khúc này cũng lâu rồi, ra đời vào khoảng những năm 60 và được thể hiện bởi giọng ca của nữ hoàng sầu muộn Giao Linh. Thì hôm nay Tiểu Thúy thể hiện cái bài hát này theo anh cảm nhận là vẫn rất là tròn trịa và cũng thể hiện ra được những cái chữ ký của cô Giao Linh. Tuy nhiên nhìn không khí ở dưới dàn giám khảo thì mọi người không rộn rã lên, bởi vì anh nghĩ đơn giản là em vẫn đang an toàn. Chương trình mình là một cái chương trình nó mang tính chất giải trí và nó thiên nhiều về cái cảm xúc nữa. Anh nghĩ là đâu đó nó đang thiếu cái phần touching á, gọi là cái sự tiếp cận với khán giả. Thì anh nghĩ là để các thánh soi còn lại sẽ lý giải điều này. Xin mời hai thánh. Sở dĩ hôm nay tôi ngồi ở đây mà tôi không hào hứng là bởi vì bạn đang đi một bước thụt lùi. Bắt đầu hôm nay tôi thấy vì bạn áp lực cái chuyện mình giữ phong độ quá nên bạn bị over. Bạn nêm canh nó hơi bị mặn rồi. Có nghĩa là bây giờ á, cái bài vừa rồi á, hát á, Thành không thấy bạn hát đặt trái tim mình vô hát. Hát không có cái hồn từ trong ra, mà bạn dùng cái lý trí để bạn hát. Bạn biết chỗ nào phải gằn giọng, chỗ nào phải đại khái là bạn dùng kỹ thuật. Nên Thành hy vọng là bạn hãy thoải mái nhất. Bạn hát bạn phải yêu cái bài đó đã. Bạn đừng nghĩ là mình ra mình thi, và đừng nghĩ mình ra mình trình diễn, mà mình hãy tưởng tượng cô Giao Linh đang ở bên mình, hát nó ra. Hát hiểu từng chữ một, hát bằng cái tình cảm của mình thì bạn sẽ tiếp tục lấy lại được cái phong độ của bạn như những vòng trước. Tại vì bạn, như tôi nói, là một người hát rất hay và bạn hoàn toàn xứng đáng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Nhưng mà bạn phải giữ được cái điều đó. Một ngày nào đó mình không còn ngây thơ, mình làm cái gì mình cũng biết trước hết, mình tính toán được là mình dở. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Cái điều bất lợi cho bạn đầu tiên là bạn và bạn quá giống. Đó là điều bất lợi. Và chính những cái bước đi kỹ càng cho thật là đúng với những gì mà cái lời khen ban đầu nó vô tình trở thành áp lực. Và khi mà mình phải dày thì nó bị cứng ngắc cái tâm lý và cái cảm xúc. Cho nên tới cái tập hôm nay thì nó hơi gắt một xíu, nó mất đi độ mềm mại của cô Giao Linh. Và một điều nữa, bạn phải cập nhật thêm cô Giao Linh mới để mình có cái cảm xúc mới. Tại vì tất cả những bài bạn chọn nó là hầu như là của quá khứ quá nhiều. Và bây giờ người ta đang nghe cô Giao Linh với một cái tuổi mới, quá từng trải, quá mềm mượt, cho nên em bắt buộc em phải cập nhật. Còn nếu em chỉ đi một cảm xúc như vậy và em gò thì em sẽ bị cứng. Điều này em phải thay đổi ngay. Hôm nay em không dở, nhưng mà bị gò quá cho nên nghe nó hơi bị gắt và chát một chút xíu. Rồi, xin cảm ơn ba vị giám khảo đó. Ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện ca khúc Riêng Một Góc Trời với phần thể hiện của anh Bảo Toàn. Xin mời chị Thanh ạ. Phương Thanh biết tới anh Tuấn Ngọc là từ bài hát này và nghe bài hát này cũng rất là kỹ. Và khi mà ta chọn bài hát này là Phương Thanh sẽ feeling theo. Bởi vì cái mức độ giống là giống rồi. Thì khi mà nghe xong rồi á,
thì thấy Toàn chọn bài này ở vòng này là chính xác. Một bài phối rất tình tứ. Thường có những ca sĩ làm lại nhạc để hát thì nó mất cái độ tình trước. Và khi cái nhạc mà, cái beat nhạc mà nó không có tình á, thì cái hát nó cũng sẽ không có tình bằng như vậy. Cho nên đây là một sự chọn lựa từ nhạc cho tới cách hát. Hôm nay hoàn toàn là lấy được cái tình cảm, không phải của riêng ba ban giám khảo đâu. Phương Thanh nghĩ là qua sóng truyền hình và khán giả ngồi đây cũng sẽ rất là khen Bảo Toàn bài hát này. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Hôm nay anh làm tôi khá là xúc động. Tại vì thật sự hôm nay là cái cách anh hóa thân á, cả cái cách anh đi, anh đứng, cách anh mặc đồ, cái thái độ của anh, những cái lúc anh hát, anh nhấn nhá cái tay, anh nheo cái mắt, tất cả những cái chi tiết nho nhỏ đó và kèm theo cái giọng hát ngày hôm nay gần như hoàn chỉnh 100%. Yeah, chúc mừng, chúc mừng. Đây thật sự phải nói là một cái phần thi mà tôi nghĩ là nhiều năm sau anh có quyền tự hào khi anh xem lại. Có một cái điểm nhỏ nhỏ đấy thôi, nhắc để anh nếu như những vòng sau anh có làm tiếp thì anh làm cho nó hoàn hảo hơn luôn. Là thường với những cái bài như thế này á, thì cái vòng hòa thanh nó lặp đi lặp lại, thì mình không nên hát theo cái version mà người ta thu âm audio. Hồi nãy giờ anh đang hát đúng hoàn toàn cái version thu âm audio. Và không nên biểu diễn trên sân khấu mà hát cái version đó. Chúng ta có thể giữ nửa đoạn đầu là version audio, nhưng nửa đoạn sau chúng ta phải thay đổi. Ngay cả Tuấn Ngọc anh lên sân khấu ảnh cũng sẽ hát khác nhau. Đó là những gì Thành góp ý để nếu anh có làm tiếp sẽ tốt hơn. Chứ với tôi hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Hôm nay thì Bảo Toàn đã chọn cái bài này trong cái vòng này. Anh nghĩ là một cái quyết định đúng đắn. Bởi vì một cái bài rất là dễ để mà thể hiện, nhưng mà cũng rất khó. Bởi vì chúng ta phải có cái nội lực, đúng không? Chúng ta phải có khả năng thì chúng ta mới thể hiện được cái điều đó. Về mặt tình cảm thì các giám khảo khác đã cảm nhận được rồi, anh thì cũng cùng chung cái cảm nhận như vậy. Nhưng mà cái điều mà anh đang quan ngại đó là Bảo Toàn sẽ làm gì đây ở những vòng tiếp theo. Trấn Thành có đề nghị, nói là chỉ chiêu liền. Nếu nói về anh Tuấn Ngọc, chúng ta tìm hiểu kỹ về anh thì chúng ta sẽ biết là ngoài cái việc mà anh hát hay ra, anh Tuấn Ngọc còn là một người rất là dí dỏm. Và anh Tuấn Ngọc là một cái người rất là nghệ sĩ tính, và mình dùng cái từ là quyến rũ. Như vậy thì với cái người đàn ông gợi cảm á, thì tôi đề nghị bạn ở những vòng sau bạn bắt đầu bạn thử tập cái này. Một là bạn mang cái chất quyến rũ của anh Tuấn Ngọc để hát hai bài. Một là bài Ghen, đó là một. Hai là bài Amo, Amo, Amo. La la di da, la la di da, da la di da da. Cái bài đó đó. Đó là hai bài nó về tiết tấu nhanh ha. Còn nếu anh muốn chinh phục khán giả mà về kiểu đỉnh cao, để khoe giọng, thì anh phải hát Delilah tình hận. Đó, đó là những cái gì tôi gợi ý cho anh. Dạ vâng. Cảm ơn ba giám khảo rất nhiều. Cảm ơn anh Toàn và hy vọng là anh sẽ có cơ hội để bước tiếp vào vòng tiếp theo. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng hòa thanh. Ưng Hoàng Phúc là một hiện tượng khi Nguyên Khang còn nhớ. Vào cái thời điểm đó, các ca khúc của anh được mở liên tục trong những quán cà phê hay những trung tâm mua sắm. Trong cái album đầu tiên của anh, tất cả đều là ca khúc hit. Hồ Quỳnh Hương, một cô ca sĩ đến từ vùng đất mỏ và liên tục gặt hái được những thành tích cao trong những bảng xếp hạng trong những cuộc thi hát có tiếng. Hôm nay, hai ca sĩ ấy sẽ được hai bạn thí sinh của chúng ta sẽ hóa thân với hai ca khúc hit. Mời quý vị cùng đến với phần hóa thân này và cùng chào đón phần thể hiện của Vĩnh Phúc và Phương Nga. Thà như thế, thà dòng như thế, thà đừng cố níu kéo đã tan lòng nhau chỉ hỡi em. Hay quá. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ quá rồi. Cơn hôn trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà.
nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Xa lạ nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta dành như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thế. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man hết. Một mai đường xa chung đôi, an bình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng. Biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chữ buồn ngàn ngào buồn lê chút ánh sáng nhạt nhò, tự như nêu kéo bước chân người đi. Hãy cố gắng bước tìm đường vượt qua cơn bão lòng. Biết nói chỉ đời một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn ngọt ngào trong với chút ánh sáng ngặt ngờ. Người hỡi hôn nhau đi lành cuối. Rằng như thế, thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Giấc mơ quá rồi. Ngày qua ngày gió thét cao vì anh hướng hờ, sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, an tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha. Thà như thế, thà rằng như thế. Ngày qua ngày gió thét cao vì anh hướng hờ. Thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Ngày đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Lần đầu tiên Hồ Quỳnh Hương song ca cùng với Ưng Hoàng Phúc trên sân khấu. Xin giới thiệu Phương Nga và Vĩnh Phúc. Cảm ơn hai bạn. Không tin là Hoàng Phúc tài xế lái xe luôn á. Mình thích Ưng Hoàng Phúc là từ lúc mà mình nghe radio ở trên đài rồi mình lái xe trên đường á hả anh? Em nghe từ lúc mà em còn nhỏ, khoảng năm 98, 99, 2000. Đúng rồi. Nghe 20 năm, hơn 20 năm về âm nhiễm nặng quá ông ơi. Trời ơi mà khủng ông khiếp. Hát tới đâu tôi cười tới đó. Tại nó giống quá trời giống. Mà hiểu không? Hơn thua nhau chỗ nhấn nhá. Nhiều người cũng giống mà không biết cách nhấn. Nghe nó boring, chán, nó trôi qua. Còn ông hát câu nào ông nhấn câu đó. Ông biết cái chỗ nào đắt giá ông nhấn mạnh vô. Nghe nó đã, nó phê. Tôi nói thiệt, bài này người ta tin 100% anh là Ưng Hoàng Phúc. Một cách mỹ mãn. Vô chung kết, không nói nữa. Ủa sao lộ giận vậy? Trời đất ơi, sao lộ vậy? Giận, nói luôn. Có những tiết mục khiến cho giám khảo phấn khích. Bởi vì là thật sự ra ngồi dưới này, rất mong muốn những tiết mục mà giống y chang đi, ngồi khỏi phải nói nhiều cho đỡ mệt. Thiệt luôn á, ca mà bài Hoang Mang mà ca ra ông Phúc, mình tin là ông Phúc ông hát bài Hoang Mang, ông hát như vậy luôn á. Hay, thiệt là hay mà nó giống, thiệt là giống. Từng cái tiểu tiết nhỏ hồi nãy vừa nói anh tập trung lại liền. Và anh hát, anh rất tin anh là Hoàng Phúc. Anh hát, thầy đừng có kêu. Bên là cái tay đã lắm. Kết mô đen, chịu. Thành mà cái đoạn gian tấu hai người diễn thấy cưng nắm không? Tay đồ, nắm tay rồi đưa rồi xa cách. Mê cái ông Ưng Vĩnh Phúc quá sao giờ. Nhưng mà thế này nè,
không phải là vì thi chung với một thí sinh quá nổi trội mà Hồ Quỳnh Hương bị lép hơn đâu, mà thật sự là em chưa ổn. Em không nắm được quy luật hát của chị Hương. Hương hát có cái gì đó nó nhấc nhấc cái chữ đó lên cao và bay bổng lắm. Khi chị lên á, bạn lên bằng cột hơi, thì càng lên cao thì cái hơi nó càng nhấn xuống cái đốt sống cuối, thì nghe nó dày lắm, nó có cái điểm bám lắm. Nhưng còn em hát lên cao em không có điểm bám, nên nghe nó mỏng lét à. Nên em phải rất tập trung để luyện cho cái bài đơn ca của em, phải hát rất là tập trung, anh nói thiệt, thì mới hay được. Xin mời anh Nam. Trong cái cơn phấn khích và sung sướng với cái phần biểu diễn của Vĩnh Phúc, chúng ta chưa bao giờ nghe anh Nương Hoàng Phúc hát bài Hoang Mang với chất giọng của Hoàng Phúc cả. Nhưng mà anh vừa hát rồi xong em hát không hề có hoang mang chút nào luôn. Đúng rồi. Đó thì điều đó để thể hiện cái khả năng của em. Nhưng mà Nam thấy không, thực ra mình nói đó, mỗi một con người nó có một cái món quà của ông trời. Có những bạn có cái năng lượng giải trí là nó giải trí, có những bạn năng lượng chỉnh chu là chỉnh chu. Bạn trong người bạn có cái năng lượng giải trí, có nghĩa là khi bạn hát nghe nó đúng, nhưng ngoài cái đúng ra người thấy nó đã tận dụng cái năng lượng của mình, đừng có mất nó đi, thấy không? Hát nó vẫn say mê, lần nào là sân khấu say mê hết như vậy cho tôi, là bảo đảm là bạn sẽ được chiếm được nhiều cái cảm tình của khán giả hơn. Với Phương Nga hãy tập trung vô cái phần đơn ca sắp tới của mình ha, để mình làm cho thật tốt. Nếu không tốt thì phải là một cái bản trình diễn sạch sẽ nhất, và mình phải thể hiện hết cái phần hồn của mình trong đó. Đừng lo gì, xem như là một sân chơi, mong chờ các em những tiết mục tiếp theo. Phương Thanh nghĩ là cái khả năng hóa thân của Vĩnh Phúc là hơi bị cao siêu đó. Đến độ mà giám khảo dưới này mà nói là bạn có một tiết mục rất hoàn hảo rồi đó, là bạn biết là cái chuyện chinh phục của bạn đối với ban giám khảo là đã chiếm được cảm tình chị Chanh và niềm tin. Mà cao siêu một cách hồn nhiên á, không cố gắng để tạo ra cái điều đó. Nói chung là do em nghe nhạc ông Hoàng Phúc từ bé đã nhiễm sâu vào, cho nên đó là một lợi thế của em. Với bài Hoang Mang mà em hát được giọng ông Hoàng Phúc mà nhận được ra luôn là em có trái siêu thứ hai này, em tuyệt vời. Còn về Phương Nga thì em có những điểm tương đồng với lại Hồ Quỳnh Hương như thế này. Giọng thanh mỏng và bay, đúng không? Nhưng lại có nội lực. Đó là giọng của Hồ Quỳnh Hương. Em có thanh mỏng và bay nhưng nội lực là chưa bằng chị Hương thôi. Cái mà Hồ Quỳnh Hương hát khác người khác á là biết gì không? Sự nhõng nhẽo. Em hát mà giống như em đang làm nũng với người đàn ông là chính xác. Em quê của chú mơ hồ cái mà em hiểu nó có những cái thở đó. Chỉ biết khóc khi trong bóng anh thôi. Đó con chín cái, em hiểu không? Kiểu là nhõng nhẽo lắm, kiểu đang anh thấy không? Anh thấy không? Kiểu gì em hiểu cái cảm giác không? Anh không diễn tả được ra cho em, tại vì đây là giọng của nữ. Nhưng anh muốn cho em biết là khi em hát em phải tưởng tượng em nhỏ bé thiệt. Tại vì chị Hồ Quỳnh Hương ở ngoài đời á chỉ là một người cực kỳ mỏng manh, dễ tổn thương và rất là nhõng nhẽo. Bây giờ em phải làm sao lấy hết cái người phụ nữ em ra, em tưởng tượng em nhỏ bé và em nhõng nhẽo với người yêu của em, thì em sẽ ra cái tính cách của chị Hồ Quỳnh Hương. Xin được cảm ơn ba giám khảo của chúng ta. Nói chung là với một tiết mục vừa rồi thì nó cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho giám khảo. Chỉ chờ cái sự đột phá của các bạn ở trong cái phần thi đơn của mình thôi, đúng không ạ? Lần nữa xin được chúc mừng Phương Nga và Vĩnh Phúc. Cảm ơn các bạn. Gọi đò ơi, ai giúp đỡ tôi kịp sang đò. Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò, để con đò bồ nghiêu quạnh bến quê. Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều. Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên.
dê sắc son câu thề mà người xưa bỏ bấn theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn thiếu. Mãi đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu thiệt tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò, để con đò buồn hiu quạnh bên quê, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều, em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương bao năm xa quê hương, nay lại về sắc son câu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn. Thiệt tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, ơi đò, ơi hơi đò ơi. Gọi đò ơi, gọi đò mừng Hoàng Phúc với ca khúc Gọi Đò. Chúng ta sẽ mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Sao chị Thanh, chị nhìn có vẻ ưu tư quá vậy chị? Thấy hát hết mình, hát ngập tâm. Sao ta, Trấn Thành? Dạ. Thiệt sự ra thì rất là giống anh Thái, nói thiệt. Thế nhưng như anh đã nói em, nhịp em phải chắc hơn nữa. Em hát cái bài này bị lê thê lắm. Thái hát không có lê thê cỡ này đâu. Và hát phải vang cái chữ ơi á, anh Thái anh được cái trời sinh ra cái chỗ gọi đò ơi là vang á. Vang lắm, nghe nó vang lắm. Thì em bữa nay không vang nổi tại vì thiếu hơi, thành thử ra anh nghĩ rằng là cân nhắc lại cái làm sao cho cái tiết mục mình hay nhất có thể trong cái phạm vi sức khỏe của mình. Cảm ơn, cảm ơn thật rất là nhiều. Nhưng mà anh hỏi thật là em cảm thấy thần tượng Dương Ngọc Thái hay là Ngọc Sơn, mình sẽ làm ai tốt hơn? Thầy Ngọc Sơn thì đã là một tượng đài thì em không can đáng được cái việc mà giả được thầy hay không. Nhưng mà cả hai, thầy Ngọc Sơn và cả anh Dương Ngọc Thái, anh đều là thần tượng của em. Anh không biết sao chứ anh thấy em hát anh Ngọc Sơn này anh thấy còn giống hơn. Thật sự đó, lúc em hát á, chị thấy em thà là em chọn anh Ngọc Sơn. Khi em cất tiếng hát lên đó là nghe đúng Ngọc Sơn. Và nó có những cái điểm mà nó trùng với cái thần tượng của em hơn. Và em biểu diễn nó sẽ dễ hơn cho em rất là nhiều. Bây giờ tôi cho em thêm một cơ hội nữa. Em thử hát thêm một bài nào của Ngọc Sơn cho cô có thuyết phục được những gì giám khảo còn lợi hay không. Tại vì em là một nhân tài
tôi cũng sợ bỏ sót em trên dòng đời lơ đãng. Hát bài vui vui mà phải giống giống cách thể hiện của anh Sơn ha. Dạ em xin được phép hát ca khúc Thề của Thành Ngọc Sơn. Hẹn biển thề non dưới mái tranh nghèo ngày nào bên nhau. Hẹn biển thề non một lòng tình son thủy chung giữ tròn. Hẹn biển thề non sông cạn đa mòn mình còn yêu nhau. Hẹn biển thề... Được rồi, hẹn đủ rồi. Hẹn đi nó đủ rồi. Đừng hẹn thề gì tôi hết. Thế này, bạn là người có nhiều cái yếu tố để khai thác, nên tôi nói bạn nghe nhé bạn trẻ. Trên đường đời đôi khi sẽ không có nhiều sự lựa chọn cho mình. Và không được làm lại. Đứng ngay ngã ba mình chỉ được chọn một trong hai con đường. Thì đứa nào quyết định đúng đứa đó thắng. Thành thử ra là anh nghĩ là để coi là may mắn có mỉm cười với em đêm nay hay không. Nếu mà có một kỳ tích thì chị nghĩ rằng là em sẽ là lấy hình tượng anh Ngọc Sơn. Cảm ơn giám khảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rằng xưa cô gã từ quan lên nón tiêm đồng hoa vàng những người tôi thì tôi đừng ngại mưa máu đưa nhau ra tới bên cừu nước suối sông này đây một dòng tôi bay đầu sông thoáng tóc người cuối sông nhớ xưa em chưa theo chồng mùa xuân may áo áo hồng đào rơi mùa thu em mặc áo sát trời sáng đồng lại qua lên người áo hoa khi em nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau hoa xanh khi chưa nở tình xanh khi chưa tàn bao giờ có yêu nhau thì xin gỡ thêm thương đau em ơi em đâu rồi em ơi em đâu rồi đừng nhìn nhau nữa anh ơi. Còn chờ chi, còn chờ chi nữa em ơi. Nước mắt đã buồn rơi theo tiếng hát qua đời. Hãy subscribe.
chưa, em chưa theo chồng. Mùa xuân may áo, áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo xa trời, sang đồng lại qua lên người áo hoa. Nào có yêu nhau, kiếm nào có yêu nhau, kiếm nào có yêu nhau. Hay quá. Wow. Thưa quý vị, đây là hai ca khúc có thể nói là tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Kiếp nào có yêu nhau và đưa em tìm động hoa vàng. Xin mời anh Nam, mời anh chia sẻ. Đáng ra đây là bản song ca của một cái người nam và một cái bóng hồng là cô Ý Lan. Và khán giả đang tưởng tượng ra là bên một cái giọng nam rất trầm ấm của ca sĩ Tuấn Ngọc thì phải là một bóng hồng nào đó, đúng không? Chứ không phải là trung tính. Tuy nhiên, bằng cái giọng hát của em và bằng cái tâm hồn của em á, những cái đoạn hát và những cái đoạn bỏ nhỏ, đừng nhìn em nữa anh ơi, đó những cái đoạn em rất là da diết luôn, thì anh vẫn tin và anh vẫn thấy không hề có một chút nào lợn cợn trong tâm trí của mình khi mà thưởng thức cái tác phẩm vừa rồi của cả Toàn và cả Tính. Thì điều đó là chứng tỏ hai em đã thành công trong giọng hát và trong cái sự hóa thân của mình. Còn nếu để hóa thân toàn bộ thêm nữa về mặt phục trang, đạo cụ, cảnh trí và những thứ khác nữa thì anh nghĩ là cái sự cộng hưởng nó sẽ nhiều hơn. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh. Bây giờ thì Nguyễn Khai xin mời phần nhận xét của nghệ sĩ Trấn Thành cho cái tiết mục này. Đây là hai cái người idol của tôi mà. Thành thử ra là các bạn xui lắm các bạn phải chọn hai người này. Bây giờ mình nói trước về Ý Lan ha. Trời thương bạn cho bạn một cái cách hát dạ thanh rất là tốt. Nhưng mà bạn phải để ý cái điều này rất là nhiều. Chị Ý Lan chỉ là một cái người mà cái nhịp chị chắc cực kỳ. Vì vậy cho nên cái đoạn đầu chị luôn luôn hát lơi, nhưng cái lơi đó là cái lơi trong khuôn nhịp của bài hát. Và thường á là từ nãy giờ anh không thấy em lơi được một tí nào hết. Ví dụ như hồi nãy chị hát cái bài mà đưa em đi tìm động hoa vàng là rằng xưa cô gá tử quán lên nó tìm động hoa vàng, gọi là đi không có theo quy tắc, nhanh rồi chậm rồi đưa rồi rút, nó không có theo cái nhịp cụ thể. Một hồi hát vào thân bài rồi nó mới vô nhịp, nó rất là khó. Thì em phải làm được gì đó. Từ hôm nay em về em phải để ý phát âm. Nó có những cái từ mà đặc trưng của chị Ý Lan là trời, nó không phải là ơi ơi. Nếu mình phát âm là trời là ơi ơi thì cái người Bắc mà hơi điệu điệu xíu người ta phát âm là trời. Nó giống như là y ơi y ơi là trời, nên là chì ơi, em hiểu không? Là chì ơi. Để ý cái chữ đó. Đó là những cái chữ rất quan trọng và nó đặc trưng người ta hát cái biết người ta liền. Hay là chữ là đường, dấu nặng á. Sao đời ừ. Đầy cái nốt thấp á. Ừ. Đẩy cái hơi mạnh thiệt mạnh ra. Và cái quan trọng nữa là có một cái nhịp mà đó là dấu sắc. Nó lên bằng cái staccato. Mây và mây sắc thắm kiểu gì đó. Nó khó mà tôi làm không được, nhưng mà bạn hiểu không? Nó lên cái dấu sắc nó bén ở trên kia. Nó như là một nhấn cái mũi. Nhấn dấu sắc. Nha, bạn phải để ý những cái điều đó. Đó là tất cả những chữ ký của chị Ý Lan mà nó rất là hay ho. Mình đừng có lướt qua nó uổng. Nhưng mà bạn hay làm rất giỏi những cái chỗ mà chào wow. Đó là cái nốt đó là bạn làm rất tốt. Cái tôi khen của bạn là tinh thần. Bạn làm người ta cảm nhận được Ý Lan đang nằm trong bạn. Chỉ vì cái nhịp bạn chưa giỏi thôi. Bạn về bạn nghe nhiều hơn, đi học nhiều hơn. Với bạn thể hiện anh Tuấn Ngọc. Anh Tuấn Ngọc anh có một cái chiêu này mà thật ra mình nhìn mình tưởng dễ hát là chỉ có đúng không? Bạn tưởng là nó như vậy. Nhưng thực ra không phải. Mặc dù ảnh làm như vậy, nghe thì tưởng như vậy, nhưng thực ra là rất là chắc. Và chữ nào ra chữ đó. Bạn tưởng được nha, như hồi nãy đó. Kiếp nào có yêu nhau thì xin gạt hết tương đau. Chữ nào nó phải ra chữ đó. Chứ không phải là
khi nào có yêu nhau thì nó may vậy là mà không nghe gì vậy. Còn ông là kiếp nào có yêu nhau thì xin gả thế thương đau. Đó là nó phải ra từng chữ như vậy chứ bạn đừng có lua hết cái mình, người ta nghe không rõ cái phát âm thì người ta thấy nó không chuẩn. Và bạn hát hơi bạn vẫn nằm nhiều ở trong này. Okay. Cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời chị Chanh. Trấn Thành đã nói tất cả những điểm bên trong các bạn cần phải thêm nữa. Còn tất cả những gì các bạn đang được á, kể cả bạn diễn cô Ý Lan và anh Tuấn Ngọc, đều chỉ là bên ngoài, đang được những cái rất bên ngoài. Nghe là nhận biết ra được những cái người mà các bạn đang hóa thân. Đó là đã một điều tuyệt vời. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào những điểm mà nổi bật, nổi trội và không phải ai cũng có được những cái điểm đó thì mới là thành công. Nhưng mà nghe nó đã Chanh đúng không? Nghe nó đã. Hai tại... cái bạn này trước tiên á, chưa có chuẩn mà nghe là thấy phê rồi. Nhưng mà nghe thấy đó. Tiết mục cũng đủ để phê rồi. Đã thấy là rất giống. Bây giờ tôi chỉ đang sợ lo một chuyện thôi. Dụ gì? Là bên ban tổ chức sẽ mai cái áo đầm cho Ý Lan mặc như thế nào. Không tưởng tượng được chị tôi mập hơn 20 cân thì sẽ như thế nào. Thí dụ như cái đầm đó khoảng 2m, 3m thì cái form dáng này khoảng chừng 8m. Thiệt luôn. Trung tính em đã sẵn sàng cho điều đó anh chưa? Anh sẽ lấy cái clip của em anh đưa cho chị Lan xem. Dạ. Yeah. Thành ơi, Thành làm vậy nhỏ nó rung nó sợ. Nó chưa mặc áo đầm của chị Lan mà nhỏ nó đã căng thẳng. Nhưng mà anh nghĩ rằng là anh đang rất chờ đợi là không biết em sẽ hóa trang như thế nào. Anh thật sự rất chờ đợi điều đó. Từ đây tới ngày vô vòng trong mình bớt ăn lại tí xíu để không, cho vừa mập gì cưng mà không sao. Ý Lan xin cảm ơn Kim Huyền. Không, phải nói lại. Ý Lan xin cảm ơn quý vị. Ý Lan xin cảm ơn quý vị. Đó, nó phải vậy. Tiếng hát bay trên hàng phố đêm khuya, chiều đông đưa những bước chân đầu mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mây mông đời mình nơi đâu mưa lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trời mưa gió biết ai vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lòng vui bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng yêu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi vai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thanh mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm dối mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em có núi trên môi, giống à. Lời đau gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chú đêm vui ngày đầu cho mình nhớ kêu thầm tên nhau.
lận thận. Tình trong thương ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bãi đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tuyên hát dù em có nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Xin chúc mừng anh Bảo Toàn với ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Và xin mời các giám khảo nhận xét ạ. Hôm nay anh tiến bộ rất là nhiều. Đầu tiên là trời cho anh cái âm sắc á, cái màu giọng, cái voice nó đã giống như là anh Tuấn rồi. Đó là cái lực thuận lợi của anh rất là lớn. Tôi để ý là nó có những cái mà thế này, xong rồi ngửa ra một tí rồi nhớ nhấn cái mặt ra phía trước, có những cái động tác rất là giống, rồi cái kéo cuối để cầm cái micro và rất là giống, giống lắm. Nói chung là về động tác là rất là thuyết phục luôn á. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phrasing, coi là cái cách mà anh tách câu nó bắt đầu ổn hơn lần trước rất là nhiều rồi, nó vào khuôn vào nếp. Thế nhưng nó vẫn bị một cái phạm vi an toàn anh ạ. Lâu lâu Tuấn Ngọc anh phá cách, nhưng mà mình phải nhớ được cái vụ phá cách đó của anh. Cái tiếp là anh nên nhớ là cái này rất quan trọng, anh phải phát âm rõ hơn nữa. Mặc dù hôm nay là anh đã phát âm rõ hơn lần trước nhiều, chữ rất hơi là nhiều đúng không? Anh hát xuất sắc mọi thứ, đáng lẽ nó phải wow lên, nhưng nó chưa wow là do người ta không nghe rõ anh hát cái gì. Cô chúc anh thành công, anh là người có tiềm năng nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Mỗi một ca sĩ họ có những bài hát rất là nổi trội, và đây là một trong những bài hát nhận biết ra rõ nhất của anh Tuấn Ngọc, và đã có một lựa chọn rất là chính xác với bài hát này. Dạ. Yeah. Để mình có cái đất phô diễn. Đất phô diễn cái màu sắc rõ nhất về cái idol mà mình thể hiện. Đó là một cái điều đáng khen thưởng của anh ha. Thứ hai nữa là có những cái âm đuôi câu á của anh Tuấn Ngọc rất là rền, rất là rõ, thì anh phải ngân thêm một xíu nữa. Có những cái bị cắt ngang cho nên nó cũng không được đúng lắm. Cho nên ráng để ý những cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là đắt giá. Tuần này anh có nhiều cái màu sắc rõ rệt, cho nên là duy trì từ đây lên tiếp, và sẽ là người đi đường dài. Chúc mừng. Đó là hai vị giám khảo, có vẻ là nhiều lời khen rồi. Hãy cùng đến với vị giám khảo thứ ba. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ở Bảo Toàn á, thì anh nhận thấy là cái nét tính cách của em nó có một cái gì đó cũng trầm và nó cũng chững chạc. Chững chạc, trầm và có sự từng trải trong tâm hồn giống anh không anh? Thôi bỏ anh sang không một bên đi. Không biết giống anh hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ không giống MC hợp bập dợp nha. MC hợp bập dợp nha. Cái đó là cái chữ ký của anh Nam. Mà chương trình này là gì? Ca sĩ thần tượng, thì mình có giám khảo thần tượng. Nhiều người ta hâm mộ nên em nhấn vô chỗ đó. Ok, thôi bỏ qua sự chọc ghẹo giám khảo của MC đi. Anh sẽ tiếp tục nhận xét. Ở em thì anh đang nói về cái nét tính cách đó đó. Nó khá là thuận lợi cho em khi mà em hóa thân thành thần tượng của mình. Những cái bước đi của em, rồi những cái nét lững thững hôm nay rất giống của anh Tuấn Ngọc. Điều đó cũng thể hiện là em cũng đã
có cái sự theo dõi sau những tập trước góp ý rồi em cũng có theo dõi và mình học theo để mình làm cho cái phần trình diễn của mình thêm phần đặc sắc. Thì cái điều đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Yêu quá, dễ thương thế. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của nghệ sĩ Trấn Thành. Thật sự ra mà nói bạn là người tiếp thu đấy. Nói những gì là bạn nắm bắt được ngay. Cái vòng này bạn cải thiện về phát âm rất là nhanh. Dù gì đi nữa vẫn có vài chữ sai, sai nhiều lắm. Nắm tay. Giống là nấm, nấm là nấm móc tay mình. Nắm là á mà âm.
5 tay. Đúng rồi nha, để ý hơn nữa. Đó là một. Cái thứ hai là bạn có những cái nhấn nhá rất là đặc trưng, rất tốt. Tôi nói thật, một người nam như bạn hát giả mấy thanh, nốt cao giả thanh lên xuống, lên xuống, lên xuống, khó khủng khiếp vậy mà bạn cũng làm được. Đó là một cái biệt tài của bạn, thật sự. Và cái điều bạn làm được vừa rồi là bạn làm cho tôi tin bạn đáng yêu, giống như cô Ý Lan. Cái đó khó, phải từ bên trong người ta mới tin. Và tôi thấy bạn đáng yêu, không thấy nó bị phản cảm. Cái nữa là vài cái phát âm mà nó cực kỳ đặc trưng, đó là dấu hỏi của chị Lan. Cái câu đầu hãy cứ là tình nhân để, dấu hỏi là đẩy đầy hơi ra đó. Thì bạn để ý những cái dấu hỏi, nó là những cái điểm nhấn của chị. Dấu sắc nè, dấu hỏi nè, dấu nặng nè, những nốt thấp, những nốt cực cao và những nốt luyến. Hãy cứ Là bạn làm cái chữ đó là rất là hay luôn. Với tôi là quá tốt, tôi ngạc nhiên cực kỳ vì một người con trai mà có thể hát được như thế là thật sự là quá giỏi. Con trai giả thanh, con gái khó chứ. Anh cũng cho em thêm một cái chiêu này để những vòng sau em xài nếu em có vào được. Cái đáng quan tâm nhất đó là sự nhõng nhẽo. Dạ đúng rồi. Em phải biết được một người phụ nữ mà ngoài 60 mà nhõng nhẽo mà để người ta tin mà không phản cảm thì chỉ có Ý Lan. Chị Ý Lan là lâu lắm. Em không thích làm vợ. Chị... nhỏ bé. Em hiểu không? Là cái động tác là mình tỏ ra mình đáng yêu lắm mà đang nũng nịu người ta nữa. Em hiểu không? Phải nghĩ ra được cái cảm xúc đó đi diễn thì nó mới ra Ý Lan. Cái đó khó lắm. Anh giỡn, anh nhõng nhẽo chút xíu với chị Chanh mà cũng đâu có được. Thôi tôi giận cô Chanh rồi. Nên là mà em bớt nhõng nhẽo là nhìn sợ lắm anh. Ý Lan sẽ không có râu, em hiểu không? Râu mà nhõng nhẽo sợ em nha. Râu mà nhõng nhẽo sợ em nha. Anh khẳng định sợ. Anh được nói chưa Thành? Được rồi, anh nói đi. Dạ, mời anh. Trong cái bài này á, phiên bản sân khấu thì cô Ý Lan có mặc một cái đầm dạ hội màu đỏ rất là đẹp. Bây giờ là do chưa là đến cái vòng hóa thân, cho nên không thể nào hóa thân cho trung tính thành nữ được. Cho nên là chương trình đã quyết định là chọn một cái trang phục màu đỏ cho em để cũng hóa thân trong một cái không gian hoa hồng. Và thêm là có gắn một cái hoa Chanel đó lên trên áo của em để như một cái điểm nhấn. Trấn Thành phát âm cái chữ Chanel này đúng kiểu của cô Ý Lan hơn. Thì đề nghị phát âm lại. Đề nghị Trấn Thành phát âm lại đúng kiểu cô. Anh nói thiệt, nếu mà những dòng sau mà anh thử thách em hát được một bài tiếng Pháp của cô Ý Lan thì anh lạy em ba lạy thật ấy. Chị là sống ở Mỹ, chị nói được tiếng Anh. Nhưng chị cái cốt của chị cô không biết ở đâu, đúng là kiểu cốt cung đình đó em ạ. Nên toàn là thích nói gì nó phải sang trọng, phải party cơ. Nên là chị đã phải nói với mọi người là cái giỏ này là giỏ Chanel. Chà, cái nail đi thì không có gì đẹp cả. Phải gọi nó là Chanel. 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 Uống cái lưỡi lên như vậy luôn. Gọi là Chanel. Rồi cái giày cao gót mà cao nhất của hành tinh này, người ta cứ gọi đó là Louboutin kiểu gì. Nghe không sang trọng. Phải gọi là Christian Louboutin. Christian Louboutin. Đấy, đây là phải đúng tiếng Pháp thì chị Lan mới chịu cơ. Đấy, thì là anh cũng hy vọng là em luyện cái bài dễ nhất. Và dễ, nó có nhiều chữ ký cho em diễn nhất là bài Lovey on Goals. Nói cho vui thôi nha. Không làm được thì thôi chứ đừng lấy bài đó ra thi dở cái rớt nha. Dạ, em rất là thích thử thách. Em cảm ơn anh ạ. Ý Lan xin kính chào quý vị. Chiều về quanh heo, từ biệt người heo muốn nói thật nhiều. Sao cứ ngại ngùng lệ bận xinh xinh tình nỡ say lưng trong chiều hấp hối ôm ấp đêm đêm sắc mù cuối rồi từng ngày qua ngày về miền xa. Hãy
nguyện bên cô. Hát yêu chồng chiều thu. Chị không đợi người. Quý vị thấy Ý Lan hôm nay mặc chiếc đầm có đẹp không ạ? Nếu như vậy thì hãy hòa chung với Ý Lan một vài câu nhá. Vỗ tay theo nhá. La 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 la. Em xinh em vui em tươi nhất đây đây. La 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 la. Em xinh em kiêu vũ trong cuộc đời. Cảm ơn cô Ý Lan. Hôm nay cô mặc đẹp quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Thực ra thế này nè, em nằm giữa cái hay và không hay. Em phải nghiên cứu kỹ hơn nữa. Tại vì có rất là nhiều những cái đặc trưng nữa mà em bỏ sót nhiều lắm. Cái đầu tiên anh phải nói em là cái sự sạch sẽ về phát âm. Có nghĩa là chữ nào chữ phát âm nó cũng rõ từng chữ một. Ví dụ như là tại em là tại mình tại em tại là tại mình còn yêu là em lướt qua không à, còn Ý Lan sẽ là tại mình cần nó cứ em hiểu không, nó cái chữ nào chữ đấy nó bén mà nó sạch mà nó rõ từng chữ một thì mới là Ý Lan được. Đó là một. Cái thứ hai là nó có những cái xử lý người ta gọi là phrasing, cái cách tách câu á, em tách câu không đúng. Xin âm nhạc thì cho lại cái bài nãy tí đi, tôi thị phạm nhẹ cho em chút xíu cái đoạn này để
nè. Mà nãy nè, em đi nè, em để ý nè, máy một lát sẽ bắt cận lại em. Em đi là em đi như vậy nè, nó có hồn. Ý Lan ra là đúng không? Ý Lan ra là chân phải về nè. Chiều về của anh Hiếu, tạm biệt người yêu, muốn nói thật nhiều. Anh mất người ngùng, eo ấp thẹn thùng, màu mắt sưng sưng. Chiều bóng quay lưng, nghe lòng hấp hối. Rồi, cái quan trọng là cái nghe lòng. Em hiểu không? Chị Lan không bao giờ hát là nghe lòng. Không, mà chỉ là nghe lòng. À, thấy không? Hấp hối trong tôi, giấc ngủ mơ cười. À, ngủ nhưng mà mơ cười. Nào, thấy không? Phải để ý từng cái nhỏ đó mới ra được. Nhưng mà cô Ý Lan của lạng dữ vậy luôn á Thành. Ừ. Của lạng từ bên trái qua tới bên phải vậy hả? Trời ơi, tập trung chú ý đi, chóng mặt đó. Trời ơi. Xin mời chị Thành. Chị phát hiện ra được rồi, là em mới điệu về hình thức thôi, còn cái điệu trong nội tâm là em bị thiếu. Yeah. Tất cả mọi thứ của em bây giờ đang là bên ngoài hết. Bây giờ em sẽ nhấn sâu vào bên trong nữa là mới đúng là cô Ý Lan. Thật sự em là con trai cho nên hóa thân chị biết là khó lắm. Mỗi lần em điệu á, em ráng em hát để cái chữ lượn theo, chị thấy mệt cho em. Vì chị cảm giác là em giữ hơi thở nhiều, đúng không? Như vậy sẽ rất là mệt cho em. Chị không biết nói gì hơn là em cố gắng hơn nữa. Cố gắng hơn tại nữa. Tại vì nó đang thú vị, em hiểu không? Mọi người đang thích cái điều này. Và em chỉ cần mỗi một tuần em cho người ta thấy sự cố gắng thôi thì người ta đã cái nư người ta rồi. Chứ không thể yêu cầu em 100% để mà hát giống như chị Lan thì thật sự là một điều quá khó. Nhưng em chỉ cần cho người ta cảm nhận được cái linh hồn là thành công. Thực ra là như này, vì Trung Tính là cái phiên bản nam của ca sĩ Ý Lan. Đó đúng là một cái sự lựa chọn vô cùng là khó khăn. Hồi nãy giờ hai giám khảo đều nói em là chưa có cái chuyển tải được cái phần hồn ở phía bên trong. Thì không có phải rằng là em không có cái tâm hồn hay là không có thực sự yêu cô Ý Lan đâu. Mà anh muốn giải nghĩa, bởi vì không yêu Ý Lan và không có tâm hồn thì không thể nào thể hiện được. Cái hồn ở đây đó là cái giải pháp về mặt kỹ thuật á, để làm sao đó em có thể chuyển tải về cái giải pháp kỹ thuật đó trong cái giọng hát của mình á, để nó thực sự là nó tốt hơn nữa cái mà hiện nay em đang có. Và anh chúc em may mắn. Dạ, em cảm vâng, ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em rất nhiều. Đó, chào cái giống của Ý Lan để ban giám khảo tăng thêm bình chọn cho bạn đi nè. Ý Lan xin cảm ơn quý vị. Đúng rồi, phải thở nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chưa hoàn hảo thì dĩ nhiên phải chờ. Chờ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Chờ. Chờ. Hãy lắng nghe chị Thành. Chị sẽ chọn em. Thật sự ra thì em là nam mà hóa thân nữ nó hơi khó cho em. Cho nên cái chọn của chị là cái chọn khích lệ tinh thần em. Cố gắng. Cảm ơn em. Qui font baisser le mien. Elle vit, je vais sur sa bouche. Elle me l'a le bouquet, je me tourne. Elle me l'a le bouquet, je perds, je perds. Attends. Oh! Sơ, em trong tay, người sâu yêu. Tựa giấc mơ xưa không gian bao lời ái ân tiếng yêu thương đầy tháng năm với em nguồn hạnh phúc vô ngần bước chân anh dù hồn lãng quên.
em qua vùng đất yêu mơ màng một trời say hương đêm. Ôi hỡi chàng ơi, xin ngàn năm mãi bên người, trong tình lặng em nghe cuồng say nghe đời ngỡ ngây. Đời cứ đàn bà ngày đã xác. Cái chương trình này nó càng ngày tôi càng cưng á thiệt, từ thí sinh cho tới biên tập tôi nó rất là chịu chơi luôn, biểu cái gì làm cái đó. Bây giờ thì cái tôi thách cái gì cũng làm hết trơn, mai thách kêu nó đập sân khấu nó đập luôn là nói cái gì là làm cái đó, tuần sau có liền, khủng khiếp thiệt. Thì tại thành kỳ trước bảo là muốn nghe La Vie en Rose. Anh nói thiệt, nếu mà những dòng sau mà anh thử thách em hát được một bài tiếng Pháp của cô Ý Lan thì anh lạy em ba lạy thật ấy. Nhưng mà với bài mà La Vie en Rose này, ở cái version này là một cái version rất khó hát. Tôi mê chị Lan mà, nên cái bài này tôi nghe kỹ lắm, tôi thuộc từng cái xử lý của chị. Và bạn đúng hầu như là gần 80% cái cách xử lý luôn á. Bạn làm rất tốt. Nhưng mà lâu lâu nó có những cái về chữ ký nhá. Thì như là Con la patate c'est pas Hello, cười moi. Đúng không? Chị Di Lan chạy là Hello, đang hát cái đó thì tự nhiên đổi cái gì vậy đó. Rồi cái cuối cũng vậy đó. I love you, on goes. Đó, nó vậy đó. Thì nó có những cái nó rất là chữ ký thì mình nên giữ. À, nhưng mà thật ra nha, với bạn như vậy, một người nam hát cỡ đó với cái sự tiến bộ này với tôi ngày hôm nay là tôi rất cảm ơn bạn vì bạn đã nhận hết tất cả những cái lời góp ý và bạn thật sự yêu cái cuộc chơi này. À, bạn thật sự là cái người rất là chịu khó và thi hết mình. Cảm ơn bạn. Chúc mừng bạn. Cảm rất ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Bây giờ xin mời phần nhận xét của chị Thanh. Hôm nay em diễn với hát hầu như là nhiều cho nên cái phần hát chưa thật sự là mềm mại, dịu dàng. Nồng nàn hơn xíu nữa là tại vì cô Ý Lan là chuẩn của đàn bà, cho nên em phải tất cả mọi thứ chậm lại.
em chỉ diễn 2/3 thôi, thì nó sẽ làm cho cái động tác và cái sự uyển chuyển trong em nó sẽ giống cô nhiều hơn. Vì chị biết rằng em rất là khó làm những điều này, khó lắm. Chị là con gái đây, chị cũng có sự đàn bà đấy, mà chị nói chị nhái cô chị làm cũng không được những cái điều như vậy, không phải dễ. Hả, chắc là đàn bà hả? À, đàn ông. Dạ, bây giờ thì quay trở lại anh Nam. Anh thấy Huỳnh thể hiện như thế nào? Hôm nay thì Trung Tính với một cái phiên bản rất là hóm hỉnh của cô Ý Lan, một phiên bản dễ thương và đáng yêu. Anh nghĩ rằng là Trung Tính rất là cố gắng và cũng đã rất là nỗ lực để mà có thể chuyển tải đến bài hát này. Chỉ trong một vài tuần thôi mà có thể tập hát tiếng Pháp, rồi tập vũ đạo. Và đặc biệt là anh cũng biết là Trung Tính lần đầu tiên tập nhảy trên cái đôi cao gót và cũng rất là đau chân nữa. Và anh cũng cảm thấy khích lệ và rất là trân trọng cái tấm lòng gọi là yêu mến nghệ thuật, cũng như là yêu mến giọng ca Ý Lan của Trung Tính, để em có thể vượt qua rất nhiều những cái rào cản như vậy đến với ca sĩ thần tượng. Rất mong khán giả truyền hình cũng như giới mộ điệu giọng ca của cô Ý Lan thì sẽ xem tiết mục này với một cái tấm lòng rộng mở, thì sẽ thấy được cái tình yêu của Trung Tính dành cho cô Ý Lan. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam và cảm ơn Trung Tính. Em đã nỗ lực tập luyện cho cái tiết mục này, cũng như là sự vượt khó vượt đau để vươn lên tiết mục. Cảm ơn Trung Tính rất là nhiều.